Hello. Hello cả nhà. Hello, xin chào cả nhà yêu dấu. Kim Anh mới vừa học xong và về tới khách sạn. Cũng rảnh rang, không muốn đi đâu chơi hết. Kim Anh muốn ở nhà tám với cả nhà mình. Cả nhà mình có ai ở nhà không? Hôm nay Kim Anh like trễ, đây là lần đầu tiên, phải nói là lần đầu tiên Kim Anh like vào cái giờ này. Và nếu ai còn thức thì chúng ta cùng tám với nhau nha. Hello Thương Lâm. Xin chào Thương Lâm. Thúy Quyên nè, xin chào Vi Thúy. Chào cả nhà yêu dấu. Cái bên mới vừa về thôi, mới vừa gỡ cái tóc ra. Cả nhà mình biết không, hôm nay thì Kim Anh rất là vui tại vì đưa tất cả các nhà phân phối xuống dưới Cần Thơ và được rất là nhiều các bác sĩ ở tại trường đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ một cách rất là nhiệt tình. Và nhân đây thì Kim Anh nhân cái livestream này thì Kim Anh cũng cảm ơn tất cả các y bác sĩ ở tại trường đại học Y Dược Cần Thơ đã hỗ trợ cho công ty mỹ phẩm Laura Sunshine cùng với là tất cả các bạn trong nhà phân phối đại lý tới trường để có một cái buổi nâng cao, có một cái lớp học nâng cao về dành cho các chuyên viên mỹ phẩm của Laura Sunshine. Và điều quan trọng nhất là cái buổi này là buổi học chuyên về điều trị nám, nám da cho tất cả các chị em. Và đó cũng là một cái điều mà Kim Anh cũng muốn rằng là tất cả các chị em ở trong công ty Laura Sunshine và đặc biệt là các nhà phân phối, các chuyên viên tư vấn da, các chuyên viên tư vấn da của Laura Sunshine sẽ có nhiều cái nền tảng và nhiều cái chuyên môn hơn nữa để có thể chia sẻ đến tất cả các quý khách hàng đang và đã cũng như là chuẩn bị sử dụng sản phẩm của Laura Sunshine ha. Và Kim Anh chia sẻ với cả nhà như thế này là tất cả ngoài những cái dòng dưỡng da này ha, dòng dưỡng da cho của mỹ phẩm Laura Sunshine, ngoài ra thì công ty Laura Sunshine còn có các dòng như là dòng bảo vệ da, chống nắng da dành cho da nhạy cảm hay là da tổng hợp. Ngoài ra còn có bộ make up như là son rồi rất rất là nhiều món khác nữa nha cả nhà nha. Dạ cảm ơn Hùng Anh, càng ngày em càng đẹp ghê, dạ em cảm ơn ạ. Dạ đầu tiên thì hôm nay thì Kim Anh không có đi chơi với mọi người, mới vừa đi học về mệt nhưng mà cũng muốn tám với mọi người. Dạ cảm ơn Vi Vi Lê, cảm ơn Vi Lê, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ nói chung là chuẩn bị đi ngủ, thì trước khi đi ngủ thì Kim Anh cũng giống như là rất là nhiều lần Kim Anh chia sẻ với cả nhà đó, thì những cái gì mà Kim Anh làm cho bản thân của mình ha, và hơn nữa là bản thân Kim Anh là cái người trải nghiệm và Kim Anh là cái người chịu trách nhiệm với tất cả những sản phẩm mà đem đến cho cái người cho tất cả người tiêu dùng. Vì vậy cho nên Kim Anh thường hay chia sẻ về làm đẹp ở trên cái trang Facebook của mình. Vì vậy cho nên là những ai yêu thương Kim Anh, ủng hộ cho Kim Anh cảm ơn nha. Dạ cảm ơn chị Mỹ Huệ ạ. Cảm ơn Ngọc Nhi nha. Rồi, hôm nay thì Kim Anh sẽ chia sẻ với cả nhà mình về những cái màu son của bên Laura Sunshine và Kim Anh cũng sẽ rất là rảnh. Bây giờ mình rất là rảnh và sẵn mình mới vừa đi ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ về. Thì bây giờ Kim Anh sẽ test màu son, tại vì hôm trước Kim Anh nhớ là Kim Anh có một cái like, thì tới cái lúc mà test màu son á thì cái like đó nó bị tắt. Cho nên là rất là nhiều khách hàng cũng như là rất là nhiều bạn á nói là ồ trời ơi tới cái khúc test màu son em rất là muốn coi chị test màu son, nhưng mà cuối cùng là bị mất mạng mất tiêu luôn, cái thôi Kim Anh cũng off luôn tại lúc đó cũng chuẩn bị đi quay rồi ha. Và
Thứ nhất, Kim Anh chia sẻ với cả nhà nha, Kim Anh ngồi gần lại cho cả nhà mình coi ha. Tại vì ở ở khách sạn ở đây thì họ chỉ có đèn như vậy thôi à, không có đủ độ sáng lắm. Dạ em cảm ơn Lê Đình Sơn ạ. Gương mặt quá phúc hậu và rất có duyên. Dạ em cảm ơn ạ. Hôm nay được khen nhiều quá nên là cũng hơi mắc cỡ. Dạ, trời ơi, chị cũng nhớ Tân Lộc lắm luôn á, Dương Cầm ơi. Rất là nhớ Tân Lộc. Nhưng mà bây giờ á hả, chị phải đi tùm lum hết, nói chung là công việc đủ thứ và ráng thu xếp cho xong để sắp tới đón anh chàng Tí Hon về nhà, cho nên là phải cố gắng thu xếp tất cả mọi công việc cho xong ha. Và bây giờ thôi trở về cái vấn đề chính đi, trở về vấn đề chính là bây giờ, hiện bây giờ ha, Kim Anh chia sẻ với cả nhà mình là cái màu son mà Kim Anh đang sử dụng trên môi của mình đây. Trên môi của mình đó là màu 002. Đúng rồi, màu 02. Ôi ôi, tôi xài cái dở ương ương nhiều màu quá, tôi không đâu mất tiêu rồi cái màu chị mới xài này. Đây 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 đây. Đây màu 02. Đúng rồi ạ. Đây, cái màu son của bên Laura Sunshine mà cái cây Kim Anh đang sử dụng trên môi của mình nha, nó là cái màu 02. Em sáng hơn ánh sáng mà à, dạ em cảm ơn chuẩn vỡ nha. Cái màu mà Kim Anh đang sử dụng đó là màu 02. Đúng rồi, trời nhớ chuẩn à. Cả nhà mình biết không, son ở bên Laura Sunshine được một cái á, là chất thì rất là lì, nhưng mà lì nhưng không có phải là lì mà bị chì ha. Lì nhưng mà nó không có bị khô môi. Cái môi này nè, Kim Anh xài cái khuôn mặt này của Kim Anh đó là từ sáng tới bây giờ rồi. Kim Anh để từ sáng tới bây giờ luôn á, tại vì sáng sớm là đi thăm ông con, cho nên là sáng sớm 7-8 giờ là bắt đầu chống nắng, make up, sau đó là về cái bắt đầu là mình tắm thêm, tại vì không có thời gian á, cho nên Kim Anh tắm thêm một lớp chống nắng nữa, rồi Kim Anh đi học tới giờ. Thì bây giờ Kim Anh chia sẻ ha, là cái màu son này Kim Anh nắng từ sáng tới bây giờ thì không, thứ nhất là nó không có bị khô môi nè, cả nhà mình thấy không, ở trong cái viền môi bên trong á nè là nó không có bị bợn ha. Thường á những cái son lì á thì nó hay bị bợn bên trong rất là ghê luôn, thì mà chùi cũng rất là khó ha, phải dùng tới tẩy trang. Son bên Kim Anh cũng rất là bám, rất là lì nè, cả nhà mình thấy son rất là lì đúng không ạ. Đây là màu 02 của son của Laura Sunshine ha. Và cái màu 02 này khi là cả nhà đánh mà nó mỏng á thì nó cho ra một cái màu hồng hồng da rất là dễ thương. Nhưng mà nếu mà mình đánh đậm lên á thì cái màu nó cho ra là một cái màu như thế này. Nó đúng với cái thỏi son nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó, đây là màu 02 của Laura Sunshine. Và cả nhà mình lưu ý giùm Kim Anh ha, Laura Sunshine lúc nào cũng là cái logo này, và trên cây son á, son mà son màu nguyên khối á thì sẽ có chữ ký của Nhật Kim Anh nha. Và cây son này của bên Laura Sunshine chỉ có 350 thôi. Cả nhà mình có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua ủng hộ Kim Anh nha. Đó, hoặc là cả nhà mình ra các cửa hàng mua cũng được, không sao hết. Hoặc là cả nhà mình gọi điện thoại trực tiếp trên các trang hoặc là trên các trang online, hoặc là cả nhà mình có thể vô trực tiếp trong cái livestream này của Kim Anh mua cũng được. Tại vì trong cái livestream này của Nhật Kim Anh á là có rất là nhiều các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên của Kim Anh hiện bây giờ đang ở trong cái livestream này luôn. Vì vậy cho nên cả nhà mình có thể... Ôi, để điện thoại lại em ơi. À, cho nên là cả nhà mình liên hệ liền để mà mình mua những thỏi son này của bên Kim Anh nha. Và Kim Anh cũng chia sẻ với cả nhà mình là những cái thỏi son màu như thế này nè, là Kim Anh sắp tới sẽ không có còn nhiều đâu, cho nên là cả nhà mình liên hệ nha. Và cũng có một số màu cháy rồi đó cả nhà, cho nên cả nhà mình liên hệ liền đến các nhà phân phối. Ví dụ nha, bây giờ nè, đây là màu số 02, cả nhà mình liên hệ nhớ nha. Bây giờ Kim Anh sẽ, nếu như cả nhà mình biết không, cái son của bên Kim Anh á là nó đặc trưng như thế này,
Khi thứ nhất á, là son của bên Kim Anh á, là chỉ có 350 thôi, nhưng nó được chiết xuất từ sáp ong tự nhiên, dầu thực vật, bột ngọc trai và cao lanh. Nó giúp tẩy tế bào chết môi, ví dụ như sau 7 ngày, sau một tuần đến 10 ngày thì cái da môi của các bạn sẽ tự động chốc. Và khi mà nó tự động chốc đó, các bạn đừng lo nha, đừng nghĩ là do son của Kim Anh nó khô, không phải nha. Cái đó là nó có cái chất cao lanh, nó tự tẩy tế bào chết môi cho các bạn. Mờ hả chị? Tám tình con nít ơi. Bị mờ hả? Thì một cây son này của bên Kim Anh có 350 hả? Cả nhà mình liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Đây là màu 02. Kim Anh nói rõ nha, đây là màu 02. Rồi, bây giờ từ cái màu 02 này, lấy bông gòn, rồi tẩy trang. Rồi, từ cái màu 02 này, Kim Anh sẽ đánh chồng phối màu lên cho cả nhà mình coi ha. Bây giờ từ cái màu 02, Kim Anh sẽ bắt đầu đánh cái màu 03 nha, để cho cả nhà mình coi là Kim Anh phối màu. Khi cả nhà mình mua hai cây son của bên Laura Sunshine, cả nhà mình sẽ có được là ba màu son lần đó. Đó nè, ví dụ nha, cái cây son này của Kim Anh là cây son 03, ở dưới hồi nãy Kim Anh đánh là màu 02, bây giờ Kim Anh sẽ phối màu 03 lên. Thì cả nhà mình để ý ha, khi mà mình mua một cây á, mình sẽ có một màu, một mà mình mua hai cây á thì mình lại có tới ba màu lận, tại vì mình có thể phối màu với nhau nhé. Đây, Kim Anh phối thử cái màu 02 nè, và bây giờ cái màu 03 lên nha. Ủa, cái này là màu 06 rồi. Lộn, xin lỗi cả nhà. Bây giờ em lấy đây màu 06, 03 lên. Đây, 03 đây, đây 03, đây mới là 03. Cái đèn vàng á, nó làm mình bị mù màu. Đây là 103 nha cả nhà, Kim Anh sẽ phối cái 103 lên. Ở bên dưới là Kim Anh đánh 102. Bây giờ Kim Anh sẽ đánh cái 103 lên, cả nhà mình coi thử nha. Thì cả nhà mình sẽ thấy được là khi mà mình mua hai cây son, mình sẽ có tới 3 màu son lận. Hôm nay là Kim Anh đang live trực tiếp chứ Kim Anh không có quay qua app ha, cho nên cả nhà mình sẽ nhìn thấy được cái màu son thực tế trên môi của Kim Anh. Bây giờ nè, đây là màu Kim Anh mở, Kim Anh đánh lại cái màu 02 cho cả nhà mình coi trên tay của Kim Anh nha. Đây. Đây cái màu 02 của Kim Anh nè. Đó. Đó, màu 02 nha. Và sau đó thì Kim Anh đánh tiếp màu 03. Đây, cả nhà mình coi cái màu 03 của Kim Anh nè. Mà cái chất son á, cả nhà mình biết không, nó rất là mềm, nó mềm như lụa luôn á. Mà nè, nó lì chứ nó không có phải bóng ha. Và khi mà mình đánh lên, cả nhà mình thấy không, rõ ràng không, là khi cả nhà mình mua hai cây son đúng không. Nè, ví dụ như mua cây son 02 nè, cả nhà mình sẽ có một màu son 02. Mua cây son 03, cả nhà mình có một màu son 03, thì nó là đã hai màu rồi. Nhưng nếu phối hai màu này và lại với nhau thì cả nhà mình sẽ có một cái màu rất là lạ là ở trên môi Kim Anh nè. Thì rõ ràng là cả nhà mình khi mua hai cây son, cả nhà mình sẽ có được ba màu son, đúng không ạ? Rồi, cả nhà mình liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh ha. Đó, đây là màu son của Kim Anh nha. Rồi, chỉ có 350 một cây thôi, nhưng mà mình sẽ có được tới ba màu son lận, đúng không? 350 một cây mà mình mua hai cây, mình sẽ được có tới ba màu son lận nha cả nhà nha. Rồi, đây là màu 02, màu 03. Đó, thì khi mà phối lại với nhau thì nó sẽ ra màu này nha, lưu ý dùm Kim Anh ha. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ Bèo ơi, cho chị cây viết đi, đưa cây viết đây. Cây viết nó, cây viết chì rồi, cây viết mực á. Để chị viết lên đây để hồi quên. Rồi, màu 02 và màu 03 Kim Anh đã test rồi. Bây giờ Kim Anh sẽ chùi cái màu son này đi. Đây là giữa màu 02 và màu 03. Bây giờ Kim Anh sẽ chùi cái màu son này đi nhé. Đó. Và Kim Anh sẽ dặm cái phấn lên trên cái môi, cái môi của mình, để mình đánh cái màu son cho nó chuẩn đó cả nhà. Đó, thì mình test cái màu son khác á, khi mà mình test cái màu son khác lên á thì nó sẽ rất là chuẩn. Đây là phấn mà Kim Anh đang xài test nha, để chuẩn bị ra hàng cho cả nhà mình đó. Đây, Kim Anh sẽ ghi vô cái màu 02 và màu 03. Đây là 02 nè. Đến hồi mình test, hồi mình quên á. Đó, 03 nè. Đó, 02 và 03 ha. Đó. Lấy khăn giấy nha.
Rồi, sau khi mà cái man test 102, 03 xong, bây giờ cái man sẽ test. À, cả nhà mình có yêu cầu cái man test gì không? Mọc tóc bên shop. Dạ, mọc tóc bên em là 650 nha. À, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Lát nữa Kim Anh sẽ chia sẻ về mọc tóc. Bây giờ thì Kim Anh đang chia sẻ về son. Rồi, hiện bây giờ bên Kim Anh đang có đó là màu son. Cả nhà mình thấy bây giờ nó đang trend, đó là một cái màu đỏ sậm á. Thì bên Kim Anh đó là có màu 04. Cái màu 04 này ở bên Kim Anh á, là Kim Anh xài nó xài củ mềm luôn nè. Thì Kim Anh sẽ chia sẻ với cả nhà, trước khi mình đánh cái màu son lên thì Kim Anh sẽ giữ cho ẩm cái da môi của mình á. Mình sẽ giữ ẩm cái da môi bằng cách là mình dưỡng một lớp mỏng, một lớp thật mỏng nha. Cả nhà mình nhớ nha, là cái son mà son dưỡng á, mình đừng có đánh đậm quá, nó sẽ bị, khi mà mình đánh son lì lên nó sẽ thành son bóng. Cho nên mình chỉ đánh nhẹ thôi, để cho nó giữ ẩm cái môi của mình. Đó, đánh rất nhẹ, Kim Anh đánh rất nhẹ. Đây là son dưỡng của bên Kim Anh nha. À, son dưỡng giữ ẩm môi nha. Cây này cũng 350 luôn nha cả nhà. À, sau này thì không có số, nhưng mà cái màu đặc trưng của nó là màu đen. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ thử cho cả nhà mình coi nha. Bây giờ là màu 05 đi. Màu 05 và màu 04. Đây, cây 05 của Kim Anh. Trời ơi, tôi mở cây 05 đúng rồi, nhưng mà cây này mới luôn rồi. Thôi, có cây nào cũ không? Thôi xài luôn. Rồi giờ xử cây mới luôn nè. À, cây mới thì trước khi xử thì Kim Anh cũng chia sẻ với cả nhà mình là cây son của Kim Anh sẽ có logo là không logo Laura Sunshine ha. Bên hông thì sẽ có chữ ký của Laura Sunshine, của Kim Anh, và ở trong á, ở bên trong á, cả nhà thấy không, là có điêu khắc cái chữ NKA á, NKA á, là cái chữ đó là chữ Nhật Kim Anh viết tắt nha. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ thử màu 05 cho cả nhà nè. Đó. Màu 05. Đó, cả nhà mình thấy không? Nó là một cái dạng màu hồng da, nó hơi xí muội một chút xíu ha. Màu hồng da rất là dễ thương luôn. Và cái màu hồng da này nè, Kim Anh nói là màu hồng da, nhưng mà để mà cả nhà mình lấy đúng số á, thì cả nhà mình nhớ đọc mã số lên nha. Cây này là 05. Số của nó là 05 của Laura Sunshine nha. Rồi, bây giờ khi Kim Anh đánh cái màu 05 rồi, bây giờ Kim Anh phối thử cái màu 04 lên cho cả nhà mình coi nha. Đây, màu 04. Bình thường Kim Anh nói thiệt nha, nhiều người nói á, cái màu 04 rất là khó đánh, nhưng lát nữa Kim Anh sẽ đánh một mình màu 04 cho cả nhà mình coi. Một mình cái màu 04 này rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ Kim Anh phối trước cho cả nhà mình coi, thì mình sẽ đánh cái màu lợt xuống trước, sau đó mình đánh cái màu đậm lên trên ha. Cả nhà mình thấy không? Khi Kim Anh phối nè, giữa màu 04 nè, đây 04 nha. Nè, nếu như mà đánh một mình màu 04 á, thì cái màu nó sẽ ra là như thế này. Đó, cả nhà mình coi nè. Cái chất son rất mềm, rất mịn ha. À, và không có bị kiểu mà bị bận 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 ở môi. Đánh cỡ nào đánh từ sáng tới chiều, trừ khi cái người đó không uống nước ha. Cái người đó làm biếng uống nước, tại vì người ta nói là bao nhiêu phần trăm cơ thể là mình là nước, 80% cơ thể mình là nước, đúng không? Thì cả nhà mình nghĩ coi là khi mà mình không uống nước cả một ngày trời như vậy thì cái môi mình nó sẽ bị khô do mất nước, nó khác khô do bị tẩy tế bào chết nha cả nhà nha. Vì vậy cho nên trừ khi là cái môi của các bạn là do bị mất nước cho nên nó bị khô thôi, chứ còn cái màu son rất là mịn ha, chứ nó không có bị bợn ha, bị bợn nó khác. Rồi, ok. À, cả nhà mình nè. Đó, đây là màu 04. Thì ở đây cả nhà mình thấy không, khi Kim Anh đánh cái màu 05 xuống dưới, Kim Anh phủ một lớp nhẹ màu 04 lên trên. Bây giờ Kim Anh sẽ phủ một lớp mạnh lên trên nữa, thử coi nó ra màu gì nha. Đó, cả nhà thấy không, nó sẽ ra một cái màu khác hoàn toàn của hai cây son này. Đó là lý do tại sao mà Kim Anh nói với cả nhà mình đó nha. Khi cả nhà mình mua hai cây son của Laura Sunshine, cả nhà mình sẽ có tới 3 màu son lận nha. 350 một cây, rất rẻ và rất là nhiều màu để cả nhà mình lựa chọn đây. Ok, rồi bây giờ Kim Anh sẽ chùi đi cái màu 0, 04, 05 và 04.
Rồi bây giờ cái mình ghi vô nè. Đây. Đó, màu 04 nè. Rồi, bây giờ sẽ ghi cái màu 05 vô. Để cho cả nhà mình nhớ nha. Nè, cả nhà mình thấy cái màu 05. Ê! Đó, cả nhà mình thấy cái màu 05 nè. Màu 05 là rất là đẹp luôn. Cả nhà mình thấy không? Không biết là cả nhà mình ở ngoài đó nhìn nhìn có rõ không? Đó. Ây là Phật. Đây. Đây, 105. Đó, đây là 105, 04, 03 và 02. Rồi, ok. Bây giờ cái mình sẽ test màu cam cho cả nhà mình coi nhé. Đó. Mình cũng sẽ chùi với lại cái tẩy trang của Laura Sunshine. Mà cái mình chia sẻ thêm với cả nhà mình chút xíu ha. Cái tẩy trang này là Lips and Eyes, tức là mắt và môi dành cho son lì. Cho nên là cả nhà mình khi mà mình tẩy trang cái này nè, thì được cái là bên 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 Kim Anh á, cái dung cái tinh chất tẩy trang của Laura Sunshine này nè là nó giúp cho dài lông mi nha cả nhà. Chai này có 300 ngàn à. Đó, mà nó giúp tẩy tẩy lông mi nè, tẩy cái mascara nè, tẩy môi lì nè ha, mà đồng thời nó dưỡng cho cái da môi và đồng thời nó dưỡng cho cái lông mi của mình dày và dài hơn nữa. Đó là cái rất là đặc biệt của cái bộ cái tẩy trang của Kim Anh. Đó, Kim Anh mới vừa tẩy là cái Lip and Shine ha. Giá 300 ngàn, cả nhà mình có thể liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùng Kim Anh. Rồi, bây giờ Kim Anh tiếp tục đánh màu son mới nha. Tiếp tục đánh màu son mới. Rồi, trước khi Kim Anh đánh màu son mới thì Kim Anh sẽ phủ lại một cái lớp phấn trên cái môi của mình đi để cái son của mình nó lên màu cho đúng, cho chuẩn á cả nhà. Đó, Kim Anh phủ đi một cái lớp ha. Này là phấn Kim Anh đang test, đang xài hàng test. Mà thấy xài cũng ổn, ổn định lắm á cả nhà, đẹp lắm. Nói chung là giữ từ sáng tới chiều là ổn rồi. Ok, bây giờ Kim Anh test cho cả nhà màu. À quên, hồi nãy Kim Anh hứa là test cái màu số 0040 đúng không? Đúng không? Test 104 thử một mình đó nè. Nè. Đây là màu 04 nha. À quên, quên giữ ẩm. Phải giữ ẩm bằng cái son son dưỡng. Đó. Đây, bây giờ Kim Anh test thử cái màu 04 nè. Nè. Cả nhà thấy không? Có nhiều người nói á, cái màu 04 này rất là khó đánh bởi vì cái màu nghĩ mình nhìn ở ngoài cái vỏ đó thì cả nhà mình nghĩ nó là màu quá già. Nhưng mà thật sự ra khi mà cả nhà mình á, cả nhà mình hiểu vậy nè, cái màu ở ngoài á là nó làm đúng theo cái thỏi son, là khi các bạn đánh đậm. Còn khi các bạn đánh nhạt á, đánh lợt lợt á, đánh nhẹ đó thì nó sẽ ra một màu khác hoàn toàn. Bây giờ các bạn đánh nhẹ trước nha. Đó. Đây là màu 04 mà Kim Anh đang đánh nhẹ ha. Và nếu cả nhà mình muốn xí mũi á, muốn cho cái môi mình đẹp hơn á, thì sau khi mình đánh cái màu đậm xong mình phủ bên hông nè. Đó, là cái môi của mình sẽ rất là đẹp. Phủ cho lan 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 đó, đó. Rồi, đây là màu 04 sau khi Kim Anh đánh nhạt nha. Màu 04 nè. Sau khi mình đánh nhạt. Đánh nhạt á. Rồi. Kim Anh ngồi xích cho cả nhà. Rồi bây giờ Kim Anh sẽ đánh cái này đậm lên cho cả nhà mình coi cái màu 04 đậm của nó như thế nào trên môi ha. Đó. Bây giờ không ớn sau khi mà mình đánh đậm. Màu 04 sau khi mình đánh đậm nha. Đây. Mới nhạc. Để nhắc qua trời. Đây là màu 04 sau khi mình đánh đậm nè. Đó. Cả nhà thấy màu 04 mà. Rất lợi hại. Đánh nhạt thì nó ra một màu khác. Nhưng mà khi mà mình đánh đậm lên, nó đúng vào cái màu của nó thì nhìn mặt mình rất là cá tính và rất là đẹp. Cái này Kim Anh cam kết không có BB oxit gì nha.
Cho nên là Kim Anh cam kết không có BPO xích chì, vì vậy cho nên các bạn không có lo là sau bên Kim Anh có chì nha. À, đó, 350 một cây. Đây là cây 04. Nè. Cả nhà chụp cây 04 lại nè. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp, 350 một cây thôi nhưng mà rất là tuyệt vời. À, màu 04 ha. Khi mà mình đánh đậm lên nó nhìn cái môi nè, ha, với cái khuôn mặt của mình đó, nó rất là đẹp luôn. Ha, cái mình mê cái màu 04 này lắm mà không biết sao mấy chị cứ nói là ủa màu này già. Không hề già. Tại mấy chị nhìn cứ nhìn cái vỏ ngoài đó xong mấy chị cứ trời ơi thôi sợ nó già đó. Rồi mấy chị yên tâm đi, khi mà mua cái màu 04 này về á, các chị muốn trẻ thì các chị mình đánh màu lợt xuống, còn muốn cá tính mà đẹp giống như cái môi Kim Anh nè thì chơi màu chơi đậm lên đó nè ha cả nhà ha. Đó, trời ơi đánh càng đẹp luôn á. Mà được một cái là son bên Kim Anh á giữ ẩm rất là tốt, vì vậy cho nên á cả nhà mình khi đánh son á sẽ không có bị bờ môi á, bị bờ tức là mình đánh từ sáng tới chiều cái nguyên cái chỗ này nè nó bóng chóc ra nó ghê lắm nha. Là bên Kim Anh hoàn toàn không có nha, son bên Kim Anh là hoàn toàn không có. Cái này là được rất là nhiều các bạn yêu thương và ủng hộ cho Kim Anh son á, là coi như là gần như là hầu như ai cũng rất là thích, bởi vì son bên Kim Anh nó rất là mềm môi nhưng mà độ lì của nó vẫn giữ đúng nha, và màu 04 lên rất đẹp đó cả nhà thấy không. Chỉ một màu son là nó đã ra như vậy rồi đó, mà lên màu rất chuẩn ha, nó mịn như nhung luôn cả nhà mình nhìn nè, rất là mịn. Rồi đây là màu 04, rồi Kim Anh sẽ chùi cái màu này đi và Kim Anh sẽ test tiếp cho cả nhà những cái màu cam nha, màu cam để mình biết cái độ đấy. Còn cái hiện bây giờ bên Kim Anh đang cháy hàng là 06 nè. Ờ, cho nên cả nhà mình đang cái màu 06 thì hot quá trời. Ờ, cho nên lát nữa Kim Anh sẽ test cho cả nhà coi. Cái màu nó đẹp quá nên hot hàng á, hot cháy hàng. Rồi, bây giờ Kim Anh chùi cái màu 04 này nè, cái test nào khác cho cả nhà nhé. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ phủ một lớp phấn lên. Đó. Cái bên sẽ phủ lên ha. Cái quy chế của cái phủ phấn lên đó là để cho cả nhà mình, thứ nhất là nó lên màu son rất là chuẩn. Đó, bây giờ cái bên sẽ dưỡng một lớp giữ ẩm của cây son dưỡng La Ra Sunshine ha. Cái bên xài hết trơn luôn, còn xíu xíu vậy nè. Hết luôn rồi nè. Đó, nè, hết luôn rồi. Màu nu là màu số mấy chị? Màu nu là màu số mấy? Là màu số mấy? Màu nu. sao có hiểu quá vậy? Không hiểu. Ok, bây giờ Kim Anh sẽ test cho cả nhà thêm màu nữa. Màu bên Kim Anh. Oh, có cái màu này rất là đẹp luôn. Mà Kim Anh hay gọi nó là màu phát quang á. À, màu hồng phát quang. Nó là màu số 7 nha. Đây là màu số 7. Rồi, Kim Anh sẽ test thử màu số 7 với màu số 8. Các bạn sẽ test thử cho cả nhà coi màu số 7 và màu số 8. Đây. Đây là màu số 7 sau khi Kim Anh đánh lợt nhé. Đó, đây là màu số 07 nha. À, màu 07 Kim Anh đánh lợt nè. Rồi nè. Bây giờ Kim Anh đánh đậm lên nhé. 350 một cây ạ. Cả nhà liên hệ các nhà hân hối, các đại lý, các cộng tác viên. Đó, đánh đậm lên. Đây là màu 07, nó đứng một mình nó, Kim Anh chưa pha gì cả. Đó là màu 07 của La Ra Sunshine ha. Đây. Kim Anh đánh lên đây cho cả nhà mình nhìn cho dễ nè. Đó, là màu 07 nè. Đó, bây giờ từ cái màu 07 này Kim Anh phối ha. Kim Anh sẽ phối nó với cái màu cam 08. Thì bây giờ Kim Anh chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ chút xíu, là với cái màu 07 này, nếu mà hai màu nó đều đậm và đều cá tính như nhau thì cả nhà mình sẽ phủ lên một cái lớp phấn ha. Đó, cả nhà mình thấy không, khi phủ lên một cái lớp phấn á, nó dịu cái màu 07 xuống, và mình đánh cái màu cam cà rốt lên á, nó sẽ đẹp vô cùng. Đây là màu 08 nha.
Sau khi nó dịu xuống rồi đúng không cả nhà? Nè, chị sẽ đánh Kim Anh sẽ đánh màu 08 lên nè cả nhà, mình thấy không, mới vừa phối vô thôi là đã đẹp rồi. 07 và 08 nha cả nhà. Giờ Kim Anh đang phối nè, khi cả nhà mình mua hai cây son là sẽ có được ba màu son. Đó. Cả nhà thấy không ạ? Là Kim Anh đang phối giữa màu 07 và màu 08 thì nó sẽ cho ra một cái màu nè. Nó hơi, cả nhà mình, nếu như cả nhà mình nhìn kỹ nha, ai mà mạng mạnh á, nếu mà ai mà mạng internet mạnh á thì cả nhà mình sẽ nhìn cái màu son của Kim Anh rất là rõ luôn, là nó sẽ ống, tức là ống là sao, cả nhà mình nhìn nó giống như kiểu mà bảy màu mà nó bị sao ta, nó phản quang á, tức là khi mà nó phản quang thì khi mà cả nhà mình nhìn góc này thì sẽ thấy được màu cam, nhưng nhìn góc kia thì sẽ thấy màu hồng phát quang đó, cả nhà mình nhìn thấy không? Đó, cho nên là cả nhà mình quay qua, quay phải, đó, ngước lên, đó, cúi xuống, nó sẽ có hai màu ống với nhau. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây là màu số 08, màu cam cà rốt 08, và đây là màu số 7, hồng phát quang, Kim Anh gọi nó là vậy, ha. Còn có nhiều nhà phân phối á, họ gọi tên khác nữa, cho nên tốt nhất là cả nhà mình á, nếu như ai mà yêu thương Kim Anh, ủng hộ Kim Anh á, thì khi mà mua son á, cả nhà chịu khó đọc cái mã số dùm Kim Anh. Nãy giờ Kim Anh có đọc từng mã số. Đây là màu số 07, đây là màu số 08. Nhớ dùm Kim Anh nha. Rồi, đây màu 08. Đây màu 08 nè. Nếu mà đứng một mình nè. Đó, nếu mà màu 08 đứng một mình là nó như vậy. Ha, màu 08 đứng một mình. 07, 0 8. Đó. Nãy giờ là Kim Anh test rất là nhiều màu son cho cả nhà mình rồi đúng không ạ? Ủa, tụi kìa. Rồi cả nhà mình còn muốn test màu gì nữa không? Thôi bây giờ tạm thời là mình xong rồi ha. À, quên. Test cho cả nhà mình màu 09 đi, cái màu sao 09 vậy? Ủa màu 09 cháy hàng luôn hả? Chết cha, màu 09 cháy hàng, màu 06 cũng cháy hàng luôn mà. Thôi kệ, Kim Anh cứ test cái màu 06 cho cả nhà mình coi ha. Xong sau đó thì cả nhà mình biết đâu được hên xui, coi nhà phân phối nào còn không thì mình mua ha. Không biết nhà phân phối đại lý nào, nhiều khi đại lý với nhà phân phối còn, công ty thì cháy hàng thôi, chứ nhà phân phối thì chắc còn. Nè, bây giờ kêu anh chùi đi nè. Cả nhà nhớ không? Khi mà chùi đi rồi mà cái màu son nó vẫn còn lì dữ vậy nè, thấy không cả nhà? Mà cái điều đặc biệt là nó là rất là cái môi của mình nó không có bị bong chóc. Đó. Dạ, em cảm ơn. Cả nhà mình mua ủng hộ em nha. Cả nhà mình mua ở đâu cũng là ủng hộ Kim Anh hết. À, màu 01 của bên Kim Anh cũng đang cháy hàng cho nên Kim Anh không có like là vậy á. À. Ok. Bây giờ Kim Anh test cho cả nhà mình coi một mình nó mặc phòng 106, lý do tại sao mà nó rất là hot là vậy đó ha. 106 và 109 đây. À, à quên dưỡng ẩm rồi, nhưng mà thôi kệ khỏi ha, lỡ lên màu rồi đó. Đây là 106 là mình đánh lợt á đó. Cả nhà thấy đây là màu 06 của Laura Sunshine, màu rất là đẹp, và hiện bây giờ Kim Anh đang livestream chứ Kim Anh không quay qua app, cho nên cả nhà mình không có sợ ảo nha. À, Kim Anh quay trực tiếp cho cả nhà mình coi, hiện bây giờ Kim Anh đang livestream luôn. Đây là màu 06. À, mà 06 này là màu 06 đánh nhạt, đánh lợt á là nó sẽ ra như thế này. Còn nếu mà đánh đậm lên á. Đúng rồi, màu 06 nè, đánh đậm nha. Đó, đây là 106 đánh đậm. Đó, cả nhà thấy không? Nè, mà cái son á nó rất là mịn luôn. Đây, 06. Nè, cái manh chà cho cả nhà mình coi nào đó. Rất là mịn. Nè, rất là mịn nha. Nó như nhung luôn á.
nó như nhung mà nó không có bị bờ môi. Bờ môi là cái gì? Là khi mà mình đánh son xong cái nó bị khô 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 khô, chóc 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 trong này là rất là ghê, rất là khó chịu. Đó, đây là màu 06 nha cả nhà. Và cái màu 06 này nó rất là đẹp và rất là cá tính, rất là đẹp luôn. Và hot trend năm nay. Đó. Cả nhà thấy không? Ok, 350 một cây thôi mà cả nhà mình có một cây son ha, được chiết xuất từ sáp ong tự nhiên, dầu thực vật và bột ngọc trai. Bột ngọc trai nó giúp cho cái môi của mình sao rất là mịn ha. Và hơn nữa là nó có một cái tinh chất cao lanh, nó giúp cho tẩy tế bào chết môi tự nhiên nha. Rồi rồi chút nữa, rồi rồi xong xong cái màu số 6 này đi, rồi Kim Anh sẽ like tiếp cái màu cam đất. Có người yêu cầu màu cam đất. Ok, màu cam đất bên Kim Anh thì có một màu số 10. Màu số 10 là màu cam đất. Đây, đây màu số 10 đây. Đây 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 màu số 10. Ok, bây giờ Kim Anh chùi cái màu 06 đi nha. Rồi, bây giờ Kim Anh chùi cái màu 06 đi nè. Màu 06 đang hot lắm. Rồi. Kim Anh chùi cái màu 06 đi. Bên Kim Anh rất là tự tin với các màu son luôn, tại vì cái màu son của bên Kim Anh á rất là mịn màng, rất là tươi trẻ mà hot. Nói chung là mấy màu toàn màu trend không à. Rất tự tin luôn. Sắp tới đây Kim Anh sẽ về một số màu son 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 mới nữa cho cả nhà. Đó, Kim Anh phủ đi để cho cái môi của mình á đánh cái màu son nó lên màu chuẩn ha. Rồi Kim Anh dưỡng lại nè. Ok. Son dưỡng của bên Kim Anh. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ test cho cả nhà, đó là màu 0, 10. Trời ok, này cũng mới luôn, cái 10 mới luôn. Rồi ok. Đây, hồi nãy là test màu 06. Ây da. 06, ok, 06. Rồi, bây giờ Kim Anh test cái màu số 10 nha. Đây là một cái màu Kim Anh gọi đó là màu cam đất. Ha. Nè. Cùi cây mới luôn đó. Đây, đây là màu cam đất màu số 10 của bên Kim Anh nè cả nhà. Cả nhà nhớ nhớ màu son, nhớ mã son giùm Kim Anh chứ đừng có nhớ, đừng có đọc tên nha. Tại vì mỗi nhà phân phối, mỗi người có một cái cách đặt tên riêng cho từng cây son. Vì vậy cho nên là nếu mà cả nhà mình nói ở màu cam đất thì nhiều khi lại có người thì đặt là số 8 là cam đất, có người thì đặt là số 10 là cam đất. Cho nên là Kim Anh không có quy định tên nó là cái gì. Kim Anh quy định đó là cả nhà mình chỉ cần đọc đúng mã số của cây son thì là bên 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 Kim Anh á sẽ lấy đúng cây son đó ha. Đây là Kim Anh đang đánh, đó là cây số 10. Kim Anh mới khui cây số 10, mới tin luôn. Thì cả nhà mình lưu ý giùm Kim Anh là có logo Laura Sunshine nha. Ha, và có chữ ký của Kim Anh nè. Và bên trong cây son á sẽ có chữ NKA bên trong, được khắc bên trong để tránh hàng giả, hàng nhái ha. Rồi, bây giờ Kim Anh đánh đây, hiện bây giờ Kim Anh đang đánh là màu số 010. Màu số 10 ha, cam, cam màu số 10. Kim Anh có thể gọi đây là màu cam đất. Và cái màu cam đất này á, cả nhà mình thấy không, đánh lợt nó sẽ ra như vậy. Đánh động lên nè. Đó. Cả nhà mình thấy không? Đó. Ừ. Đó, nếu mà cả nhà mình đánh cái màu cam đất này lên, đánh màu 010 này lên số 10 nha. Thì cái mặt mình rất là tây luôn. Các anh phải 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 công nhận là cái mặt sẽ rất tây luôn. Ha, ai mà thuộc dạng mà tiếp người thích tây tây á, đó, thích mà mặt mình lúc nào nó cũng tây như này nè thì màu số 10 là chuẩn luôn. Nha cả nhà. Vô cùng mịn màng nha. Rất là mịn. Đây màu số 10. Cực kỳ mịn. Nè. Đó. Lên màu chuẩn vô cùng. Cái vỏ ở ngoài sao thì lên màu nó rất là chuẩn. Cả nhà lưu ý giùm em logo, chữ ký và điêu khắc chữ Nhật Kim Anh trong nha. Cả nhà mình thấy không? Đó, đây là tất cả màu son của em ha. Đây. Số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 ha. Số 7, số 8, số 6 và số 10. Cả nhà mình thấy không? Số 10 nè. Đó. Thấy không?
rất rất là đẹp. Phải nói là Kim Anh nói thiệt nha, mấy màu son của Kim Anh rất là tự tin, bởi vì thứ nhất là cái màu son của mình luôn luôn là nó cảm thấy là nó mềm, nó mịn, không bị khô môi, không bị bờ môi ha, không bị khô khô chốc 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 trong này. Và thứ hai nữa là nó giữ màu được rất là lâu. Thứ ba nữa là nó không có bị, không có BB oxit gì. À, đó là những cái ưu điểm của son La Roche-Posay là như vậy ha cả nhà ha. Rồi còn bây giờ có nhiều người yêu cầu Thảo Cherry ơi, chị đã thử cái màu 06 rồi, cho nên là chút nữa em chịu khó coi lại cái livestream này chị nha. Bây giờ chị không có thử lại nữa em. Rồi bây giờ Kim Anh sẽ đánh còn có một màu nữa thôi, đó là màu 01. Kim Anh sẽ test luôn cho cả nhà mình luôn. Kim Anh sẽ test luôn cái màu 01 nha, để cho cả nhà mình Kim Anh sẽ phủ phấn lên về để cho cả nhà mình biết được là cái môi của mình á nó sẽ như thế này, cho nó lên màu cho chuẩn. Đó, màu 01 đâu đây, màu 01 của bên Kim Anh nè. Màu này là đang rất là hot, khủng khiếp hot. Đây, màu 01, nó là một cái màu mà trái hàng liên tăng luôn, là màu 01 này. Kim Anh sẽ đánh màu rất màu nè. Rồi quên dưỡng ẩm nữa rồi. Đây, nó gọi là màu hồng đào. Đó, cả nhà thấy màu 01 của bên Kim Anh không? Đó, màu 01 nha, đây là màu 01 mà Kim Anh đánh rất là nhẹ. Ok, đánh mà xong rồi mình sẽ phủ cái này lên để làm cái môi xíu muội nè. Đó, thì cả nhà mình thấy không, cái môi nó ửng rất là đẹp đúng không. Bây giờ Kim Anh đánh đậm lên cho cả nhà mình coi nè. Đó, đây là màu 01, nhớ giùm Kim Anh nha, hồng đào 01. Đó, cả nhà mình thấy chưa? Đó là tại sao đây, khi mà mình đánh đậm lên đó, nếu mà cả nhà mình muốn cho cái môi mình đẹp hơn thì mình phủ một chút xíu phấn lên. Đó, nhưng mà nhớ đừng phủ vô trong lòng môi nha, mình phủ ngoài thôi. Đó, thì như vậy cái môi của mình đó, nó sẽ lên cái màu son á, nhất là rất là đẹp, mà nó lài vào trong cái môi của mình đó. Đó, đây là màu 01 nha cả nhà yêu. Rồi, đây là 101. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Và bây giờ thì Kim Anh sẽ chùi đi và sẽ đánh lại cái màu son đầu tiên. Đó là 102. Ở son đầu tiên thì nó sẽ phù hợp với khuôn mặt này hơn, và nhìn sẽ rất là xinh xắn, tươi tắn. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ trở lại với cái màu 02 đầu tiên ha. Dẹp này xuống cho chị đi. Xong rồi. Đây, 02 đây. Đây, màu 02. A Di Đà Phật. Rớt rồi. Chết. Nè. Đây, màu 02. Đó. Đó, màu 02 cái nào đó. Đó, thấy không? Đây là một cái màu mà rất là dễ thương, mà những chị nào mà làm văn phòng hay là công việc gì đó nó đơn giản ở nhà mình thì mình đánh lên sẽ rất là đẹp. Đó là 102 nha cả nhà. Rồi, đó, đây là tất cả những cái màu của bên Kim Anh ha, 10 màu. Ok, Kim Anh sợ dính vô trong cái gáy này, nước tẩy trang của mình đó. Test thử nước tẩy trang cho cả nhà mình coi. Đó, son nè, nó lì cỡ đó đó mà đi nè. Đó nè, cả nhà mình thấy không, em ghi bằng bút bi nè, bút bi nha, mà cái nước tẩy trang của em nó còn đi nè, cả nhà mình thấy không. Đó, đây là cái chai nước tẩy trang của em nè. Và cái chai nước tẩy trang này giá chỉ có 300 ngàn thôi, mà nó được chiết xuất từ rất là nhiều loại thảo dược ha. Và nó giúp cho cái lông mi á,
mình có chùi mascara hay lông mi hay là mắt của mình á, mắt nè, môi nè, son lì á, nó cũng sẽ đi sạch sẽ. Bông còn đâu em? À, cả nhà mình thấy không? Cái bút bi mà còn hết nè, bút bi hồi nãy cái banh ghi bút bi nè, sạch sẽ luôn đó. Có cái màu này là nó rất là lì nè. Dạ, cả nhà mình có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua ủng hộ Kim Anh ha. Cái màu 02 là cái màu gần như là rất là nhiều chị em mình ghiền rụm chị cái rớt xuống đây rồi. Đó, cái màu 02 vô cùng đẹp ha cả nhà ha. Dạ, cảm ơn Vũ Trần. À, 350 một cây đó Candy Thảo ơi, nãy giờ là chị livestream á, chứ chị không có phải là quay quay app đâu nha. Đó, đấy. Cả nhà thấy không? Sạch sẽ. Rồi, thì bộ tẩy trang của Kim Anh á, là Kim Anh nhắc lại ha, bộ tẩy trang của Kim Anh là có hai loại. Một loại là tẩy trang cho da mặt, thì là cái gel này nó được chiết xuất từ lá lavender, lô hội, và cũng như là nó chiết xuất từ rất là nhiều loại thảo dược khác nhau, trong đó có rau sam ha, lá rau sam, rồi rất rất là nhiều cái dinh dưỡng để mà nó là một cái dạng gel, nó tan ra. Tức là khi mà mình tẩy trang á thì mình bôi lên, một lát nữa Kim Anh sẽ tẩy trang cho cả nhà mình coi luôn. À, mình tẩy mình bôi lên cái là nó tan ra, nó đưa hết những cái lớp bụi bẩn ha, và cái lớp make up phấn nền, kem chống nắng của mình là đưa ra bên ngoài ha, và đồng thời nó giúp đưa những cái dưỡng chất vào. Nhưng mà dĩ nhiên là cái này nó là tẩy trang, cho nên nó không thể nào mà nhiều dưỡng chất giống như khi mà mình tẩy trang xong thì mình sẽ rửa mặt sạch sẽ ha. Mình sẽ xịt tinh chất hoa hồng để xe khít lỗ chân lông ha, và để thẩm thấu vào những cái kem mà mình dưỡng. Đó là cái tẩy trang này, là tẩy trang da mặt. Còn đây là tẩy trang như nãy giờ Kim Anh nói, nó là một cái dạng hai lớp ha, dạng tẩy trang hai lớp, thì nó sẽ giúp cho tẩy cái mascara của các bạn nè, tẩy môi son lì nè ha, và đồng thời nó giúp nuôi dưỡng cái môi của mình, nó không có bị khô, và nó giúp cho cái lông mi của mình á, ngày một nó có cái dầu oi á cả nhà, nó giúp cho cái lông mi của mình mọc, kích cho mọc ra nữa. Đây là bộ đôi tẩy trang của bên Kim Anh được sản xuất tại Hàn Quốc cho cả nhà nha. Đó. Rồi, còn thêm một cái nữa Kim Anh chia sẻ cả nhà, cái body ngựa nè. Đây. Hôm nay Kim Anh sẽ đây cho cả nhà mình coi, đây là cái chai body ngựa của bên Kim Anh mà hầu như mỗi đêm Kim Anh đi ngủ á là Kim Anh phải sử dụng. Tức là tắm xong một cái là mình sẽ bước ra ngoài. Đây là một cái chai dưỡng body ban đêm ha, nó được chiết xuất từ mỡ ngựa ha, và nó giúp cho nuôi dưỡng cái làn da, và nó là theo một cái thể chất mỡ như thế này. Đây cho cả nhà mình coi cái tinh chất ha, đây là cái chất nè. Đó, cái chất của nó rất là mềm, mà nó giống như một cái dạng bơ vậy đó. Nó dạng bơ, nó nuôi dưỡng cái làn da của mình ha, nó giữ ẩm cho mình nguyên một đêm dài ha. Và cả nhà mình biết cái nếu như ai mà đã mà phải nói là học về skin care thì cũng biết được là cái độ giữ ẩm cho cơ thể, giữ ẩm cho làn da của mình, cấp nước cho làn da của mình vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như cái làn da của mình á mà nó không có cái độ ẩm nhất định, nó không giữ được giữ ẩm nhất định được á, thì cái da của mình từ từ nó sẽ khô nè, nó sẽ lão hóa nè, và nó sẽ đồng thời nó làm cho cái da của mình sẽ bị xỉn màu nữa đó cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy không? Thì tối nào em ngủ em cũng thoa hết trơn á, thoa cái body này nè. Thì cả nhà mình biết không, khi mà mình thoa cái body này á thì cái da của mình á nó sẽ nó thẩm thấu và nó giữ, nó cân bằng độ pH, nó giữ ẩm cho cái làn da của mình, và đồng thời nó giúp cho cái da của mình ngày một trắng hơn. Nếu mà mình siêng ha, mình phải kiên trì cái gì tự nhiên và cái gì nó tự nhiên á, thiên nhiên á, thì nó cũng phải là từ từ, chứ nó không thể nào mà bôi cái ngày mai trắng liền. Là bên Laura Sosa không có hóa chất nha cả nhà. Đó, một chai này giá của nó là chai body này là 850 nha cả nhà nha. Nó là horse oil nha, kem mỡ ngựa. Đó, đây nó là một cái dạng kem. Đó, rất là đẹp luôn. Khi mà mình bôi ra như vậy á cả nhà, khi mà mình bôi lên như vậy nè, mình bôi body ban đêm á cả nhà mình biết không, khi mà mình ở máy lạnh nè, hay là mình ở khu vực lạnh hoặc khu vực nóng cũng vậy, thì nó làm cho cái da của mình rất là dễ khô và nó mất nước. Nó mất nước nè, khô queo, khô quắp nè.
thì cái da của mình mà da mà bị, nó bị khô, nó bị mất cái đi cái độ ẩm, nó mất đi cái độ đàn hồi, nó mất đi cái dưỡng ẩm trong da của mình, thì da của mình ngày một nó rất là nhanh dễ lão hóa. Ở cả nhà mình thấy không, khi mà Kim Anh bôi lên một cái là cái da của Kim Anh là bây giờ nó khô rồi nè, à, nó khô queo liền, nó không có bị bớt rít, không có bị nhờn ha, nó không có bị nhờn rít. Đây cả, cho cả nhà coi một cái chân là Kim Anh đã sức nè, một cái chân đã sức, à, một cái chân chưa sức. Đây một cái tay đi, tay cho dễ nhìn. Thì khi mà cái tay này nè Kim Anh đã sức rồi á, thì cả nhà mình thấy không, thấy cái độ bóng và độ mướt không, tức là nó cấp ẩm liền lập tức cho cái da của mình này, nó cấp ẩm liền. Còn một tay nè Kim Anh chưa bôi nè, đó nè cả nhà mình thấy không, một tay đã bôi rồi thì nó cảm giác như là nó mướt mướt á nè. Bây giờ Kim Anh bôi luôn cái tay này cho cả nhà dễ coi ha. Nè, thứ nhất là cho cả nhà mình coi chất kem. Chất kem nó giống như một cái dạng bơ á. Đó, đây, cái chất kem nè. À, và nó cung cấp nước và độ ẩm cho da của mình rất là tốt luôn. Rồi, cả nhà mình sử dụng lâu dài nha. Sử dụng lâu dài nó cấp ẩm cho cái da của mình. À, nó làm cho cái